chào quý khách Kim Nhan, Kim Anh Thảo ạ. Trưa nay là em có lọt ở Hóc Môn nha. Chị Kiều, chị qua ủng hộ Kim Anh Thảo em 3 bộ xi măng. Đây, cực kỳ đẹp luôn á, xinh lung linh luôn nè. Đây, 3 bộ này là bản, đây là bản 3,5 ly nha. Mẫu Vinh Hoa Phú Quý nè, với thương hiệu đang xen nhau. Cực kỳ đẹp luôn á. Mẫu chữ nè, chữ là phun cát nha. Đang xen chữ là móc máy, chữ móc máy nè. À, 3 bộ này trọng lượng 1,431 lượng ha, là tầm 49,200 triệu. Quá trời đẹp luôn á, chị mua tặng hả chị? À, chị mua tặng á. À, rồi em gửi chị Kiều hóa đơn ha. Em cảm ơn chị đã không ngại đường xa qua ủng hộ Kim Anh Thảo em nha. Cảm ơn chị nhiều à. Này để họp hết ha. Dạ em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Anh Thảo à. À, tối nay là chị Hạnh ghé ủng hộ Kim Anh Thảo em hai sản phẩm nha. Một là cái dòng, hai là cái nhẫn nè. Đây, chị lựa một cái dòng cực kỳ đẹp luôn. Dòng này là dòng kim tiền dẻo nha. Kim tiền xi hai màu nè. Một lớp trắng, lớp vàng, lớp trắng, lớp vàng đang xen nhau. Đây là dạng dòng bản nè. Đó, thì đẹp luôn á. Trọng lượng dòng này là 4 chỉ 8/3. Dòng này mềm lắm, quý khách đeo nó êm tay lắm. Mình đeo thường ngày mình làm công việc đũa, không có cấn tay nữa. Tay ngay khóa là em móc máy dạng lá nè. Cho quý khách, ví dụ mình cầm mình gỡ ra gỡ vô rồi á, nó không có nhìn chày á. Đó, chị còn lựa thêm một cái nhẫn, nhẫn đá phong thủy cũng kim tiền luôn, đeo đi bộ, dạng hình thoi ha, hình thoi viền giống như dạng cánh cánh hoa nè, phun tắm luôn, trên mặt đá là có kim tiền nữa. Đó, đây là nhẫn đúc nha, 1,7 chỉ. Em mượn tay chị Hạnh em đeo cho nha. Nhẫn này chị đeo món nào như vậy á? Cái dòng đó, sáng ánh đẹp cực kỳ luôn. Chị giá bộ này của chị là 23,700 triệu ha. Rồi cảm ơn chị, em gửi chị hóa đơn nha. Em cảm ơn chị nhiều à. Dạ em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Anh Thảo ạ. À, chiều nay là chị Trang với cô qua ủng hộ Kim Anh Thảo em một set nữ trang nha. Đây là vàng công ty 980 nha quý khách. Chị lựa một nhẫn nè, một dây cực kỳ đẹp luôn. Chị lựa một dây cô dê hoa mai nha. Đây hoa mai toàn ten nhẹ xuống nè. Hoa này là phun cát trong lòng nha. Ngay hoa chủ này nè, nổi bật đó là phun cát mà kiểu là kim tuyến á. Em nhìn sang đẹp ghê luôn á. Mẫu dây này là dây đúc. Trọng lượng của sợi dây chị lựa là 5,4 chỉ. À, chị còn lựa thêm một cái nhẫn trơn 2 chỉ nữa. Sau này á, chị đổi á, ví dụ mình cưới mình lấy xong rồi á, mình đổi á là giờ qua trang sức khác mình đeo á là vàng đổi ngang chỉ bù tiền công thôi ha. Vàng đổi ngang bù công thôi, mình họ bên em là không có bù chênh lệch vàng như chỗ khác. À, chị giá bộ nữ trang của chị là 38,800. Rồi em gửi chị Trang hóa đơn ha. Em cảm ơn chị nhiều, con cảm ơn nha cô. Em xin kính chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Anh Thảo ạ. À, thì là trưa hôm nay là có chị Thúy nha quý khách ha. Mình ở quận mấy á chị? Dạ, giá quận Bình Tân. Ghé mùa tiệm vàng Kim Anh Thảo là hai bộ xi măng là gồm 14 dòng nha quý khách ha. Rất là đẹp luôn nè. Đó, lại là bản hot hiện tại bây giờ luôn nha quý khách nha. Bát Nhã Tâm Kinh nha. Đeo rất là may mắn luôn. Phong thủy nha quý khách. Hai bộ này trọng lượng của nó là gần 1,1 lượng nha. Bản này là bản 3 ly. Dạ, rất là đẹp luôn. Cái này là tay chị nhỏ nhỏ này mà tròn nè, đeo nó rất là ôm tay, không bị chồng đi nha khách nha. Đó, bên em có đủ đi là không bị chồng đi, đeo rất là suông tay luôn. Hai bộ này trị giá là 37,50 triệu. Em cảm ơn chị Thúy nhiều quá chị. Cảm ơn bà chồng anh chị đã ghé mua tiền vàng của em nha. Sau này mình muốn đổi là đổi ngang mua tiền công chứ không có bù trên lệch gì hết. Trời, em cảm ơn anh chị ạ. Dạ em xin kính chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Anh Thảo nha. Thì là sáng hôm nay là em có lọc của cô chú ha, cô chú tốt mình ở đâu, quận mấy á cô? Quận 9. Ở quận 9 ghé ủng hộ tiệm vàng Kim Anh Thảo là ba sản phẩm rất đẹp luôn nha quý khách ha. Thứ nhất đó là một cái lắc tay nè, đây. Một cái lắc tay cho cô ha, lắc kim tiền luôn, rất là đẹp luôn. Lắc nối nha quý khách nha. Đồng tiền lộng một trắng rất là xinh luôn nha. Trọng lượng vàng có là hơn 2 chỉ luôn nha. Đây để chị lấy cho khách coi thấy nè. Ở phía sau đó là có làm thêm một cái toàn ten nữa. Đó. Cái này rộng chặt mình có thể tự chỉnh được nha khách ha. Đây con đeo cái tay cho cô nha. Dạ, đeo chắc luôn nha cô á. Đó, rất là đẹp nha khách nha. Đó, tay áo nhỏ, hột trắng nhấn giữa này làm điểm nhấn rất là sang luôn nha. Rất là đẹp luôn, thanh mảnh nữa. Đây, và cô mua thêm cho chú là một cái sợi dây nha.
một sợi dây với lại một cái mặt rất là đẹp luôn nha quý khách ha. Dây này dây dây bánh ú nha, lộng trơn nè, rất là đẹp luôn, quá rồi sai nhau. Và thêm là một cái mặt mặt di lặc cẩm thạch nữa, cái màu này là màu sữa luôn nha, màu sữa rất là đẹp luôn. Ở trên có làm hào quang nè, ở dưới làm tòa sen nha quý khách, rất là xuất sắc luôn. Đây, cái dây này trọng lượng của nó là gần 7 chỉ, còn cái mặt là hơn 1,5 kg nha. Đây, hai vợ chồng hôm nay từ quận 9 đèo lên đi sắm nữ trang tại tiệm vàng Kim Bình Thảo nha quý khách nha. Đây, đợi xíu để con đeo cho. À, tiệm em ở địa chỉ là 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha. À, anh chị nào mà ở gần hay ở xa gì mong một lần ghé tiệm em để ủng hộ tiệm nha quý khách ha. Dạ dạ, để con đeo luôn nha chú. Đây. Đó, cái này là mình bỏ ngay móc giữa luôn là không cần phải thấy khóa luôn nha quý khách nè, giấu khóa luôn rất là đẹp luôn nè. Đó. Tổng giá trị ba sản phẩm mà cô chú mua tiệm vàng Kim Thảo ngày hôm nay là 37,350 triệu. Con cảm ơn vợ chồng cô chú nhiều nha. Đã không ngại đường xa mà ghé đến ủng hộ tiệm vàng của con ạ. Cái này con làm sao tin nhắn của ai chứ từng bữa rồi cái này. Dạ em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Bình Thảo ạ. Chiều nay là em đón tiếp chị Vi ha. Chị qua ủng hộ Kim Bình Thảo em một set nữ trang nha. Là đây nè, đây là vàng công ty 610 nha quý khách. Về lựa một sợi dây nè, dây liền mặt nha. À, đó, dây chỉ công này đeo cực kỳ chắc luôn. Thêm một cái nhẫn kim tiền móc máy. Đây là vàng móc máy mũi xoàng nha, đeo cực kỳ sáng luôn á. Vàng này nhẫn nhẫn bảng nè, đeo đều tay nữa. Chị còn lựa thêm hai đôi bông. Đây, đôi bông xước. Đôi bông xước kim tiền đi bộ với nhẫn kim tiền luôn. Thay vì ngày xưa mình đeo là một đôi bông với thêm một hộp ở trên á, bây giờ mình đổi mẫu đi, mình đeo nguyên một đôi bông xước này nè, xước dài lên trái tay luôn, nhìn modern cực kỳ đó, sáng ánh đẹp lung linh luôn á. Chị lựa thêm đây, đôi bông khoan tròn, khoan tròn móc máy thấy cưng quá nè quý khách nè, móc máy dạng sọc ngang nè, nhìn nó lạ ha đó, thấy cưng quá à. Thấy đôi bông mà nhỏ nhỏ mình đeo đều thấy cưng. Đây tổng nguyên bộ chị có đeo luôn không, đeo anh để hợp chị nha. Đây tổng nguyên bộ của chị là số đẹp luôn á, 10 triệu chẳng. Rồi em gửi chị Vi hóa đơn ha, em cảm ơn chị nhiều. Dạ em xin kính chào của khách hàng của tiệm vàng Kim Bình Thảo á. Thì là sáng hôm nay là em có lọc của chị Châu ha, mình ở quận mấy ghé chị? Dạ. À chị ở tầng Bà Điểm bằng nhau của khách ha. Các mùa tiệm vàng Kim Thảo là hai bộ xi men rất là đẹp nè. Đây, cái này là xi men là bát nhã tâm kinh luôn nha khách ha. Rồi quá là xinh luôn nè. Đó. Bản này là bản vuông nha khách, bản vuông bản 4 ly nha. Hai bộ này trọng lượng của nó là gần 1,4 lượng ạ. Rất là đẹp luôn, đeo chắc chắc chắn luôn ha. Và nó có khóa luôn nha. Đây, có khóa và xi men này có khóa hết nè. Trời sang quá trời, tay tròn đây, nhiều những cái bộ này rất là đẹp luôn nè ha. Cái này tổng giá trị sản phẩm của hai bộ xi men này là 45 triệu hơn nha, một xíu nha khách ha. Đây cảm ơn chị Châu nhiều anh chị đã ghé mua tiền vàng của em nha. Cảm ơn hai mẹ con ha. Rồi, cảm ơn chị. Dạ em xin kính chào khách hàng của tiệm vàng Kim Bình Thảo nha. Thì là sáng hôm nay em có lọc của chị Đào ha, mình ở quận mấy á chị? Bình Tân. Chị ở quận Bình Tân, ghé ngồi tiệm vàng Kim Bình Thảo là 9 vòng xi men nha khách ha. Rất là đẹp luôn, bản 5 ly nha. Ni tay là quý khách biết bao nhiêu không? 64 nha. Đây, rất là đẹp luôn. Vinh Hoa Phú Quý à. Tiệm em là có đủ size và đủ ni nè, từ 46 tới ni là 64 luôn nha khách ha. Ni 64 lần á. Đây, rất là đẹp luôn. Đây là ni tay là phải đặt theo yêu cầu của mình luôn nha khách. Nhưng mà bên em là vẫn có sẵn luôn nha. Đó. 14 vòng, 9 vòng này nó có trọng lượng là hơn 1,3 lượng nha. Đó, một chiếc là của nó tầm hơn 1 chỉ, rất là đẹp luôn. Cứng cáp, thì cui luôn nha. Rất đẹp, từng ngón mắt của nó là dập bi rất là sáng luôn nè. À, trị giá 9 vòng này là 45 triệu ha. Cảm ơn chị Đào nhiều anh chị đã ghé mua tiệm vàng của em nha. Sau này đổi là đổi ngang mua tiền công của chị, không có bù chênh lệch gì hết nha. Nên là rất là ok luôn. Đây, em cảm ơn chị ạ. Cảm ơn hai chị nha. Rồi, xăng đeo xuống. Dạ, em xin kính chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Anh Thảo ạ. Thì là sáng hôm nay là có chị Phượng, mình ở đâu ghé vậy? Chị ở Bình Dương nha quý khách ha. Ghé mua tiệm vàng Kim Thảo là một bộ xi men và một cái nhẫn rất đẹp luôn nha. Thứ nhất là em xin giới thiệu bộ xi men nha quý khách ha. Đó, bộ xi men là cái bản là bản 5 ly nha. Rất là đẹp luôn. Quá trời sáng luôn nha. Cái này móc máy rất đẹp quá trời ơi. Thương hiệu luôn nha quý khách nha. Rồi, bộ xi men này là gần 9 chỉ nè. Đó, 7 giờ mà gần 9 chỉ nha quý khách, là một chiếc là hơn 1 chỉ luôn nha. Rất là cứng cáp luôn nè. Đó, rất là đẹp luôn nha. Và chị cũng ngồi theo là một cái nhẫn nha khách đó. Một cái nhẫn hoa nè. Đó. Hoa cánh nha, móc máy chính giữa đó là móc máy nè. Ở bên cũng là đúc tấm luôn nha. Cái nhẫn này trọng lượng của nó là hơn 1,2 kg à.
em đeo luôn cho chị nha chị. Rồi cái đai của nó cũng có tấm luôn nè khách nè. À, vừa y luôn ha. Đây, à, hai sản phẩm này trị giá là 34.500.000. Em cảm ơn chị Phượng nhiều quá chị. Cảm ơn chị Phượng nhiều nha, đã ghé mùa tiệm vàng của em nha. Giờ em xin kính chào khách hàng của tiệm vàng Kim Anh Thảo á. Thì là trưa hôm nay em có lọc của chị ngăn giữ em hết nha. Khách VIP bên em luôn nha. Là chị lấy thêm là 4 dòng xi men Bát Nhã Tâm Kinh và một thêm một cái dòng là dòng dích dắt ha nha. Vòng bản lưới đồng tiền nha khách ha. Rất đẹp luôn nè. Cái này là hôm bữa trước là chị đã mua thêm là mấy bộ rồi, hôm nay là chị mua thêm nha. Đeo cho nó đẹp luôn nha khách ha. Đây, em đeo lên tay cho chị luôn. Những sản phẩm mà chị Ngân mua bên em á là rất là nhiều luôn nha quý khách. Chị là khách mới ủng hộ tiệm hoài luôn á. Còn giới thiệu thêm bạn bè nó xuống ủng hộ tiệm vàng Kim Anh Thảo nữa. Rất là dễ thương luôn. Đây. Đó. Quá trời đẹp luôn ha. Cái này 4 dòng này trọng lượng của nó là gần 4 chỉ nha quý khách ha. Những cái mẫu này là chị mua bên em luôn nha, rất là sáng và đẹp luôn. Cái mẫu là đang hot luôn nha tại tiệm vàng Kim Anh Thảo luôn ạ. À. Và chị ủng hộ thêm là một cái dòng nữa nè. Dòng là dòng kim tiền nha quý khách. Em kim tiền ha, rất là đẹp luôn. Cái bảng này tầm 5 phân nha, em đeo lên tay cho chị nha. Tay chị rất là nhỏ luôn nè, tầm 48-50 thôi là bên em có đủ sao đủ đi nha. Rồi quá trời cưng luôn. Rồi à, giá trị sản phẩm của những cái món mà chị Ngân mua là 29.316.000 ha. Cảm ơn chị Ngân nhiều quá chị. Không còn lời nào để diễn tả, cảm ơn chị rất là nhiều luôn.